Đồ gỗ Thành Quyên xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì trong một video clip tiếp theo, Thành Quyên xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn, ở phía trước màn hình quý vị đây là một bộ tranh tứ quý có kích thước dài 1m17, rộng 37 và dày 5 phân liền tấm. Thì sau đây tôi xin đi vào chi tiết của bộ tranh. Thì đầu tiên ở đây là bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Trước tiên thì tôi đi vào đây tấm tùng đây. Mọi người có thể nhìn thấy được đây. Ở trên 4 tấm Tùng Cúc Trúc Mai này, chúng tôi đục tay thủ công 100%. Ở đây là chúng tôi đục trên nền gỗ vụ Lào. Chúng tôi cam kết với mọi người hàng ở đây là hàng trần trọi, không dập nứt và không dính rác. Ở tấm tùng đây thì đây, mọi người có thể nhìn thấy được. Đấy, từ những gốc cây vậy chúng tôi đục rất chi là uyển chuyển và kinh bong. Tôi có thể luồn tay vào bên trong được, mọi người có thể để ý đây. Chúng tôi cam kết mọi người, ở đây là chúng tôi không sử dụng máy móc. Hàng chúng tôi đục tay thủ công 100%. Chúng tôi đây, mọi người có thể nhìn thấy được. Đây, tấm cúc đây. Những bông hoa cúc đây, chúng tôi đục như thật này. Mọi người có thể nhìn đây, những con chim như thế này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Quá là đẹp luôn. Hàng chúng tôi là hàng trần trọn, không dập đất, không dính răng. Tập trung đây, hàng kinh bong, sắc nét đấy. Từ chi tiết, từ những chi tiết nhỏ nhất của chúng tôi. Đây, bông hoa mai vậy. Chúng tôi đục như thật, những gốc cây chúng tôi cực kỳ là chuyển nhá. Thì bộ tranh tứ quý này là bộ tranh một khung. Tranh như này phun sơn lên thì cực kỳ là đẹp nhá mọi người. Tôi xin nhắc lại kích thước bộ tranh có chiều dài 1m17, rộng 37 và dày 5 phân liền tấm. Quá là chi tiết là đẹp. Trần trọn, không dập đất, không dính rác, tôi cam kết mọi người như vậy. Thì đây là hàng do cơ sở đồ gỗ Thành Quyên chúng tôi sản xuất tại xưởng không qua trung gian, nên giá cả là hợp lý cho tất cả các quý khách hàng đặt hàng tại cơ sở đồ gỗ Thành Quyên chúng tôi. Tôi sẽ quay lại một lượt cho mọi người nhìn thấy được. Chỉ có những thợ đục lâu năm mới có thể đục những bộ tranh kênh bong và sắc nét như thế này. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu những bộ tranh tứ quý giống như thế này, kích thước có thể to hơn, thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Thành Quyên chúng tôi đặt tại khu công nghiệp La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định, hoặc có thể qua số điện thoại 0398949884 hoặc 0987391189. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã xem video clip.